Giao cho mình cái nể của anh. Hôm nay mình giao cho khách ở Tân Lập Củ Chi một cái kích thước nệm ngoài size 18-30 phân, vừa hoàn thành mình giao cho khách. Và vừa rồi thì Hiên đã chia sẻ cái hành trình giao một tấm nệm đến cho tay khách hàng, thì cũng rất là biết ơn và cảm ơn ở nhà đã dành thời gian theo dõi đến video đến giờ phút này, và cũng rất là hạnh phúc khi mọi cả nhà mình bấm nút đăng ký để mỗi khi Hiên ra video thì cả nhà mình có thể nhận được video sớm nhất. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà.